Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt phụ nữ tiêu biểu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đề xuất F1 F0 có thể làm việc. Mưa đá làm ảnh hưởng tới đời sống người dân ở một số địa phương trong tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo quản lý và nữ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi gặp mặt, bên cạnh tôn vinh đóng góp của phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng cũng bày tỏ băn khoăn trăn trở bởi trong thực tế còn nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị bạo hành, bị xâm hại, phân biệt đối xử, đặc biệt là những người phụ nữ khó khăn về việc làm, về cuộc sống do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại buổi gặp mặt, các phụ nữ tiêu biểu đã bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng, phấn khởi về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ ban ngành và toàn xã hội dành cho phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là những năm gần đây. Bày tỏ sự quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Các nữ đại biểu nguyện giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp văn hóa Việt Nam và phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, cống hiến công sức trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan đơn vị địa phương, sáng tạo trong khoa học, văn học kỹ thuật, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, mỗi gia đình và mỗi người dân ngày càng hạnh phúc. Bên cạnh đó, các đại biểu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội vì sự phát triển của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trên thế giới, hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ đứng trong hàng ngũ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sĩ có ảnh hưởng đến xã hội. Ở Việt Nam chúng ta, lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước, phụ nữ nước ta đều đã nêu cao tinh thần yêu nước, bất khuất, tài năng, trí tuệ, bản lĩnh và vô cùng tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp chung của dân tộc, với đất nước. Gác lại công việc phía sau, khi về đến nhà, mỗi chị em còn là người mẹ, người vợ, người con chu toàn việc gia đình, giữ lửa yêu thương và ấm áp trong mỗi nếp nhà. Tám chữ vàng, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang mà Bác Hồ kính yêu tặng cho phụ nữ Việt Nam chính là sự đúc kết sâu sắc, tinh thần yêu nước nồng nàn, trí thông minh, sáng tạo, lòng nhân ái và đức hy sinh cao cả của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Truyền thống tốt đẹp đó là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng phụ nữ quốc tế, là mạch nguồn tiếp nối các thế hệ. Ngày nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí lao động công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, thông minh, năng động, sáng tạo, nhân ái, hiền hòa, giỏi việc nước, đảm việc nhà, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước ta. Thủ tướng khẳng định thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến chính sách đối với công tác nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước được nâng cao về số lượng và chất lượng. Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới và đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 47 trên 187 quốc gia trên thế giới tham gia xếp hạng về bình đẳng giới trong tham chính. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng bày tỏ băn khoăn, trăn trở bởi trong thực tế còn nhiều mảnh đời phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đời sống còn nghèo nàn, còn lạc hậu, mù chữ, bị bạo hành, bị xâm hại, phân biệt đối xử. Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 vừa qua đã để lại hàng ngàn cháu bé mồ côi, nhiều trẻ em không được đến trường học, nhiều phụ nữ khó khăn về việc làm, về nhà ở, về cuộc sống. Với mong muốn khắc phục dần những bất cập liên quan đến công tác nữ và bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, thực hiện chủ trương của Đảng, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân sâu sắc, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các mẹ Việt Nam anh hùng, tới toàn thể phụ nữ Việt Nam, các nữ lãnh đạo, quản lý, tri thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, lời chúc sức khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc và thành công. Đối với các đề xuất kiến nghị của các đại biểu nữ về thể chế, bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ, Thủ tướng ghi nhận và giao các bộ ngành, cơ quan liên quan xem xét giải quyết và tham mưu cho Chính phủ, cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2022 tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức. Tuần lễ áo dài năm 2022 được phát động bằng các hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện từng địa phương đơn vị, gắn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Các cấp hội tuyên truyền vận động cán bộ nữ mặc áo dài tại nơi làm việc nhằm lan tỏa vẻ đẹp của áo dài nơi cơ quan công sở, góp phần nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ, tạo khí thế vui vẻ và những hình ảnh đẹp tại nơi làm việc. Tuần lễ áo dài năm 2022 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế là những người vất vả và hy sinh nhiều nhất, đặc biệt là những nữ chiến sĩ áo trắng, xung pha trên tuyến đầu. Họ đã vượt qua mọi khó khăn, gác lại niềm riêng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch của địa phương, ghi nhận tại trạm y tế phường Trường Sinh, thành phố Sơn La. Ngày 8 tháng 3 của những nữ cán bộ y tế phường Trường Sinh không đón nhận những bó hoa hay những món quà, mà là những hàng bệnh nhân đến thăm khám, là những cuộc điện thoại tưởng chừng như không ngớt để người dân khai báo y tế, tư vấn và hỗ trợ về sức khỏe cho các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà. Gần 20 năm trong ngành, nhưng đối với chị Phạm Thị Hồng Duyên, chưa bao giờ công tác phòng chống dịch lại yêu cầu sự cấp bách và quyết liệt như vậy. Trạm ngày tiếp nhận hơn 100 F0 trong ngày, lực lượng y tế thì mỏng, cho nên là về cái việc để xuống cơ sở xét nghiệm lấy mẫu cho kịp thời thì chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn vất vả không thể diễn tả hết thành lời. Đó là khi mà những nữ bác sĩ tạm gác lại công việc riêng, việc gia đình. Bởi họ biết hàng ngày ở nơi đây có hàng trăm bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ. Với phương châm làm hết việc, không làm hết giờ, bất kể ngày hay đêm. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các ca vẫn tăng dần theo hàng ngày, thì chúng tôi cũng vẫn có một cái tinh thần là phải cố gắng vượt qua cái thời gian này. Thì sáng thì tôi cũng đi làm từ lúc con tôi chưa ngủ dậy, đến có hôm thì đến 11, 12 giờ đêm mới về, thì lúc đấy con cũng với cả gia đình cũng đã ngủ rồi. Những chiến sĩ áo trắng vẫn chưa bao giờ quên nở nụ cười và giữ vững tinh thần lạc quan trước người bệnh. Dù đôi bàn tay đã nhăn nheo nứt nẻ, những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, họ như những bông hồng lặng thầm tỏa hương thơm trên mặt trận chống dịch. Tôi đến đây để chúng thấy các y bác sĩ rất vất vả để chăm sóc cho chúng tôi. Tôi nhân dịp mùng 8 tháng 3 thì tôi cũng xin chúc các y bác sĩ đến các trạm y tế nhiều sức khỏe, để có sức khỏe chăm sóc cho nhân dân chúng tôi. Em là một trong những tình nguyện viên của trường Cao đẳng Y tế Sơn La, mang trong mình sức trẻ, sự nhiệt huyết trong công việc. Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, em cũng muốn cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình, chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh ạ. Tôi mong nhất là làm sao mà đẩy lùi được dịch bệnh để chị em có thời gian cho gia đình. Với mệnh lệnh đến từ trái tim, dẫu biết trên tuyến đầu phòng chống dịch sẽ còn nhiều vất vả và cả sự hy sinh, nhưng với những nữ chiến sĩ áo blue trắng vẫn đang kiên cường nơi tuyến đầu chống dịch. Đối với họ, sức khỏe và sự bình an của mỗi người dân chính là bó hoa tươi thắm và là món quà ý nghĩa nhất đối với những nữ y bác sĩ ở nơi đây. Theo Bộ Y tế, đến nay Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn coi COVID-19 trong tình trạng đại dịch và quan ngại tiếp tục có các biến thể không lường trước được của virus SARS-CoV-2. Cục
Cũng theo Bộ Y tế, tình hình trong nước tuy tỷ lệ bệnh nặng tử vong đã giảm nhiều, nhưng vẫn có trên dưới 100.000 ca mỗi ngày, cao hơn hầu hết các bệnh truyền nhiễm có số tử vong cao hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 chưa ổn định và có sự khác biệt rất lớn giữa các địa phương. Với những vấn đề còn tồn tại, Bộ Y tế khẳng định Việt Nam chưa nên coi dịch bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO cũng như các tổ chức quốc tế, quốc gia khác cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể tham mưu với Thủ tướng Chính phủ quyết định coi bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành khi thời điểm thích hợp. Liên quan đến đề xuất F0, F1 có thể làm việc, Bộ Y tế vừa xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly tự nguyện tham gia làm việc có thể làm việc trực tuyến, không tiếp xúc với người xung quanh hoặc được phép tham gia hỗ trợ, chăm sóc, theo dõi, điều trị người mắc COVID-19 trong gia đình, cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh COVID-19 phù hợp với nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine COVID-19, chỉ cần theo dõi sức khỏe 10 ngày, có thể làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp. Để tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp 5K để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Nằm trong chuỗi hội thảo tham vấn phát triển du lịch tỉnh Sơn La, ngày 7 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục tổ chức hội thảo tham vấn Quỹ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La. Sơn La là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch, phát triển du lịch đồng thời cũng là mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo thu nhập cho cộng đồng, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ngân sách hàng năm cho hoạt động du lịch còn rất khiêm tốn. Vì vậy, việc huy động các nguồn lực, hình thành kinh phí, quỹ phát triển du lịch cộng đồng để đầu tư phát triển du lịch là rất cần thiết. Tại hội thảo, các đại biểu đã cho ý kiến và các nội dung trong báo cáo tư vấn Quỹ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La, như nhu cầu về các chính sách hỗ trợ, một số kinh nghiệm về quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trên thế giới, các quỹ hỗ trợ liên quan đến phát triển du lịch ở trung ương và địa phương, về tình hình, mô hình, phương thức hoạt động. Quỹ phát triển du lịch tỉnh Sơn La dự kiến hình thành theo hình thức quỹ xã hội, được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự nguyện, tự chủ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình. Trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ về các chính sách phát triển du lịch, tỉnh cần có các định hướng đối với các thành viên sáng lập và đồng hành trong quá trình xây dựng các nguyên tắc hoạt động của quỹ. Để giúp trẻ em phụ nữ có cơ hội khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mường La đã có nhiều cách làm hay sáng tạo. Việc triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 1/2017-2021 bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Gia đình chị Dom từ chỗ là hộ nghèo của bản, phải lo ăn từng bữa. Nay gia đình chị đã thoát nghèo nhờ chuyển đổi cách làm. Thay vì đầu tư vào nương ngô nương sắn từ năm 2017, gia đình chị Dom quyết định vay vốn tín dụng 100 triệu đồng từ ngân hàng và 20 triệu từ quỹ tiết kiệm phụ nữ để đầu tư mô hình nuôi dê nhốt chuồng. Sau 5 năm, gia đình đã trả được gần hết số vốn vay ban đầu và duy trì đàn dê từ 50 đến 60 con. Nuôi dê so với làm dẫy thì hiệu quả kinh tế cao hơn, thu nhập cũng cao hơn. Trước đây trồng ngô, trồng sắn thì đến mùa thu ngô mới có tiền, lúc cần tiền thì không có. Từ ngày nuôi dê, gia đình tôi đã có đồng ra đồng vào, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Xác định kinh tế nông nghiệp là hướng đi chủ đạo, những năm qua các cấp hội phụ nữ của huyện Mường La đã tuyên truyền vận động chị em mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt và chăn nuôi, khuyến khích chị em khởi nghiệp, lập nghiệp từ sản xuất nông nghiệp. Đến nay, các mô hình kinh tế nông nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, mang lại nguồn thu đáng kể cho chị em phụ nữ. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La đã tranh thủ vận dụng linh hoạt các nguồn vốn để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, tuyên truyền vận động chị em chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Từ năm 2017 đến nay, các cấp hội phụ nữ của huyện đã hỗ trợ chuyển trao hàng nghìn cây con giống mới cho chị em phụ nữ nghèo, đồng thời làm tốt công tác ủy thác vốn vay qua các tổ chức tín dụng cho trên 2.500 chị em vay vốn với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. Qua đó giúp chị em khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình và nhiều chị em đã thoát được đói nghèo. Nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ thì đã có sự thay đổi về phát triển kinh tế gia đình và nhiều chị em thì cũng đã mạnh dạn
tự tin hòa đồng với xã hội để thực hiện các cái mô hình phát triển kinh tế, và nhiều chị em thì cũng đã mạnh dạn tham gia quản lý các cái mô hình phát triển lớn của địa phương. Triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2 2021-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành triển khai có hiệu quả các nội dung của đề án, tập trung tuyên truyền hỗ trợ, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác xã, đặc biệt quan tâm giúp đỡ hội viên phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phấn đấu mỗi cơ sở hội giúp đỡ từ 1 đến 2 hội viên phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, giúp chị em có điều kiện để khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình và làm giàu chính đáng. Sáng ngày 7 tháng 3 tại xã Triềng Tương, Ban Thường vụ huyện đoàn Yên Châu đã tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2022 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, tháng thanh niên năm 2022 với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, bên cạnh việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đạo đức lối sống cho thanh niên, đây sẽ là dịp để tuổi trẻ Yên Châu tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia thực hiện các công trình phần việc thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, hỗ trợ cho đời sống nhân dân, đặc biệt tiên phong trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng tại buổi lễ, các đoàn viên thanh niên đã thực hiện trồng cây, tu sửa tuyến đường và điểm trường Con Lắc, trường mầm non Hoa Đào, xã Triềng Tương, huyện Yên Châu, giúp các em học sinh và giáo viên đi lại thuận tiện, dễ dàng, nhất là trong mùa mưa bão. Trận mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra vào chiều tối ngày 6 tháng 3 với những viên to bằng quả trứng gà xuất hiện trên địa bàn một số xã ở các huyện Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn và Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La, khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng, hoa màu bị thiệt hại. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thống kê tại xã Mường Khoa, Tạ Khoa và các xã lân cận của huyện Bắc Yên, mưa đá đã làm hư hỏng mái nhà của 127 hộ dân tại bản Pót, bản Chẹn, xã Mường Khoa và bản Tân Cuông, xã Tạ Khoa. Đã có trên 3.900 tấm lợp fibro xi măng bị vỡ vụn và thủng. Ước tính thiệt hại do mưa đá gây ra trên địa bàn hai xã Mường Khoa và Tạ Khoa là hơn 400 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Còn tại huyện Mai Sơn, mưa đá cũng gây thiệt hại về hoa màu như dâu tây, chuối. Tại một số địa phương gồm Cò Nòi, Tà Hộc, Chiềng Mung, Chiềng Chăn. Còn tại huyện Quỳnh Nhai, gió lốc làm tốc mái 10 nhà, huyện Yên Châu 10 nhà. Tổng giá trị ước thiệt hại tại các địa phương trong toàn tỉnh khoảng 1 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân các địa phương đã thành lập đoàn công tác đến các bản để kiểm tra, nắm tình hình và động viên người dân khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá gây ra. Toàn tỉnh có 100% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Có từ 94,4% trở lên cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phân loại đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh trong năm 2022, thực hiện theo thông tư số 124/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Năm 2022, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện tập trung triển khai các phòng ngừa, không để phát sinh các nguyên nhân, điều kiện gây phức tạp về an ninh trật tự, gây bức xúc trong cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, các vụ đình công, biểu tình gây rối, gây bạo loạn, các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, cướp, lừa đảo, tội phạm ma túy, các điểm nóng về khiếu kiện, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý tội phạm. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, độ ẩm 54-98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 16-24 độ, thành phố Sơn La 15-24 độ, Mường La 17-28 độ, Mai Sơn 14-24 độ, Yên Châu 16-27 độ, Sông Mã 17-28 độ, Bắc Yên 13-22 độ, Phú Yên 16-26 độ, Mộc Châu 12-20 độ, Sóc Cộp 17-28 độ, Vân Hồ 12-20 độ, Thuận Châu 16-24 độ.